Sang tháng 10 âm lịch, hai con giáp này sung sướng đổi đời, trùng số độc đắc, tiền nhét chật két, muốn nghèo cũng khó. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không. Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng nhất. Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người sinh ra sung sướng, đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực cố gắng, không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói. Từ đó, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi cho thấy, sách trời định sẵn, hai con giáp này sau những kiên trì vượt qua những thử thách trước mắt sẽ có cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng an nhàn, tiền của nhiều như núi, tiêu ba đời không hết. Trong tháng 10 âm lịch tới và thời điểm này chính là cơ hội vàng dành cho họ, từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên cũng được hoan hỉ. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Xin chúc mừng tuổi Dậu khi bước vào tháng 10 âm lịch, vận trình hanh thông hơn hẳn nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh. Công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái khả quan. Mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn là tháng thích hợp để làm việc lớn. Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Dậu âm lịch, vận trình của con giáp này có chuyển biến tích cực, nhất là ở phương diện công việc, sự nghiệp. Cát khí lan tràn, bản mệnh làm gì cũng thấy hanh thông hơn. Nhờ có sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác khá dễ dàng, không cần phải hao tâm, khổ tứ nhiều mà vẫn đạt hiệu quả như mong đợi. Dù mọi thứ không phải trơn tru từ đầu tới cuối, có những áp lực và khó khăn không tránh khỏi, nhưng nhìn chung, bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó, tự thân tháo gỡ được vấn đề. Qua đó, thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Ở thời điểm này, nên chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên. Thách thức là không nhỏ, đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến. Nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể. Có thể nói, như chú gà đã dự tính được những bận rộn mà bản thân cần phải đối mặt và xử lý trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bạn luôn cố gắng lãng phí năng lượng, thời gian vào những việc không cần thiết, thay vào đó là tập trung vào việc quan trọng của mình để không khiến công việc dở dang. Đây cũng là tháng thích hợp để làm việc lớn. Vậy nên, những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Các thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc. Hãy tiếp tục duy trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, với người làm ngành nghề tự do hoặc kinh doanh, buôn bán. Tự mình làm chủ, công việc tiến hành thuận lợi, đạt kết quả khả quan. Có điều, vì dịch mã động tinh xuất hiện, thành quả mà bạn đạt được không hề dễ dàng, phải đổ bằng mồ hôi, công sức mới có được. Thứ hai, về tài lộc. Xét về đường tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng 10 năm 2020 âm lịch, bản mệnh chịu tác động mạnh mẽ từ dịch mã động tinh nên tài vận có khá nhiều biến động. Rất may là đa phần đều theo chiều hướng tích cực. Lại thêm thiên tài chiếu mệnh, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ.
nhất là đối với những ai chăm chỉ tìm kiếm các cơ hội lúc này bắt đầu được hưởng lợi. Không những thế, có người may mắn được hỗ trợ, người có kinh nghiệm truyền cho họ bí quyết kiếm tiền. Việc đầu tư trong tháng sẽ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Có thể sẽ có đôi chút trúc trắc và trở ngại nhất định trong quá trình đó, nhưng vừa qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt. Tuy nhiên, con giáp này có thể phải đi xa, chạy đôn đáo để lo việc làm ăn, nhưng bù lại, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa với cơ hội thăng chức và tăng lương. Nếu cơ hội đến, hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình. Tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao. Theo phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào trung cung, vị trí trung tâm ngôi nhà hoặc căn phòng, gặp thất xích chủ về tranh chấp. Điều này có nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán có kẻ gây cản trở, tranh đoạt. Để hóa giải xui xẻo này cũng như thúc đẩy tài khí, thêm phần vượng vận, người tuổi Dậu nên dùng một số vật phẩm phong thủy có tác dụng hóa sát như con kỳ lân phong thủy đặt ở trung tâm phòng khách. Bạn làm việc sẽ rất tốt cho tài vận, tài lộc của bạn. Thứ ba, về tình duyên. Phương diện tình cảm của tuổi Dậu trong tháng Đinh Hợi cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, đã lập gia đình đều có thể đón nhận tin vui khi hỉ khí lan tràn. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó. Nếu đã có sẵn đối tượng thầm mến, bạn có thể lựa cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm với đối phương. Mạnh mẽ lên, bạn sẽ sớm có được điều mình hằng mong ước. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung, gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, gia đình sẽ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Nhưng nếu không dành nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ hơn, đôi bên sẽ xa cách. Tuy nhiên, tình cảm dù có bền vững đến đâu cũng sẽ nhạt phai và nguy cơ đổ vỡ nếu không được vun vén và quan tâm chăm sóc thường xuyên. Do đó, dù công việc có bận rộn hay việc kiếm tiền đã chiếm hết thời gian của bạn thì cũng đừng quên sắp xếp hợp lý để dành ra thời gian bên cạnh những người mình thân yêu. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, còn tình cảm một khi đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Đừng để đến lúc hạnh phúc chơi khỏi tay mới hối hận thì cũng đã muộn. Quý vị thân mến, tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp âm lịch còn cho thấy vận trình của tuổi Mùi trong tháng Đinh Hợi khá hanh thông và sáng sủa hơn những tháng trước rất nhiều. Trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật, nỗ lực thì viễn cảnh trước mắt của những chú dê rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều. Thứ nhất, về sự nghiệp, tử vi tháng nhận thấy người tuổi Mùi bước sang tháng 10 năm 2020 âm lịch với rất nhiều tin mừng trên con đường công danh, sự nghiệp. Cục diện bán hợp mang tới cho bản mệnh tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Hàng loạt ý tưởng độc đáo xuất hiện trong đầu và bạn nhanh chóng chuyển chúng thành những kế hoạch cụ thể chứ không phải chỉ là điều nói suông. Nhờ đó, hiệu suất công việc được nâng cao trông thấy, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ. Có thể thấy, trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật, nỗ lực thì viễn cảnh trước mắt của những chú dê rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều. Có quý nhân tương trợ, con giáp này làm đâu thằng đấy giải quyết được hầu hết những khúc mắc còn tồn đọng. Hơn nữa, bạn lại sẵn tính phóng khoáng, dễ gần, khéo ăn, khéo nói nên tạo không khí hài hòa, vui vẻ với những người làm việc chung. Nhờ thế mà cách bạn giải quyết vấn đề cũng linh hoạt. Môi trường làm việc nhờ có nụ cười thường trực mà cởi mở, lại thêm nguyệt lệnh quan đới bổ trợ, mệnh chủ nhận được sự ủng hộ của tập thể, đồng nghiệp hỗ trợ, cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng. Điều này tạo ra động lực để bản mệnh làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Việc bạn có thể thăng tiến trong thời gian tới là có thể khi bạn biết cách chủ động hơn trong công việc. Đừng ngại đưa ra những đề xuất có tính ứng dụng cao mà bạn tự tin rằng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, dù đạt được những thuận lợi đó, tuổi Mùi cũng không được quá chủ quan. Nhất là khi tháng này còn có ngũ quỷ hung tinh rình rập, điểm báo tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, đặc biệt là tiểu nhân ám hại. Kẻ đó có thể phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, bôi đen danh dự của những chú dê. Vì thế, bạn làm gì cũng phải cẩn trọng, tiến hành từng bước, tránh dục tốc bất đạt, cũng như để ý lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ sông, đổ bể. Thứ hai, về tài lộc.
Tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Mùi cũng có nhiều điểm sáng nhờ có thực thần ghé thăm. Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến, nguồn lợi nhuận đem về khiến bạn vơi bớt rất nhiều nỗi lo trước đó. Việc kinh doanh, buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng, khách hàng tin tưởng, đơn hàng tới tấp. Người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn xứng đáng với năng lực. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể nhanh chóng lên các kế hoạch đầu tư tiếp theo để nguồn tiền được dồi dư không ngừng. Không phải lúc nào thần tài cũng đứng về phía mình nên đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay không có nghĩa là bạn cứ đâm đầu vung tiền một cách mù quáng. Hãy bình tĩnh để triển khai từng kế hoạch của mình, nhất là khi trong tháng có sự xuất hiện của ngũ quỷ, hung tinh thì càng phải thận trọng, tránh sai một ly, đi một dặm. Đừng quá tham lam mà ôm đồm tất cả, sức người có hạn, không thể nào làm hết mọi việc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Với người làm công ăn lương thì trong tháng, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn, xong bù lại, túi tiền cũng rủng rỉnh. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng nên cân bằng thu chi để tránh thất thoát tài lộc không đáng. Kiếm được nhiều mà không có kế hoạch tiết kiệm thì tiền bạc cũng như muối bỏ biển. Cố gắng bao nhiêu cũng không đếm xuể. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.